Làm thế nào để kháng nghị nếu quý vị thua kiện? Nếu quý vị là nguyên đơn và thua kiện, quý vị không thể kháng nghị phán quyết của luật sư có thể làm thẩm phán. Nếu quý vị là bị đơn và có mặt tại phiên xét xử nhưng bị thua kiện, quý vị có thể yêu cầu một phiên xét xử mới. Phiên xét xử mới được gọi là kháng nghị khiếu kiện nhỏ. Để được kháng nghị khiếu kiện nhỏ, quý vị nộp mẫu đơn có tên Defendant's Claim of Appeal. Quý vị phải nộp đơn này trong vòng 10 ngày kể từ khi được thông báo là quý vị thua kiện. Thông báo kháng nghị của quý vị cho tòa biết quý vị không đồng ý với phần nào trong phán quyết của tòa. Thông báo cũng cho tòa biết quý vị muốn phiên kháng nghị khiếu kiện nhỏ sẽ do thẩm phán hay bồi thẩm đoàn gồm 6 người trong cộng đồng của quý vị xét xử. Khi quý vị nộp đơn kháng nghị, quý vị cũng phải trả phí nộp đơn và niêm yết giấy cam kết trả phí chống án. Văn phòng luật sự có thể cho quý vị biết giấy cam kết trả phí chống án sẽ tốn bao nhiêu tiền. Quý vị phải gửi bản sao đơn kháng nghị của mình cho bên còn lại. Giống như trong phiên xét xử của luật sự có thể làm thẩm phán, cả hai bên đều có cơ hội trình bày bằng chứng và đặt câu hỏi cho bên kia. Ngoài ra, thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn sẽ biết được rằng luật sự có thể làm thẩm phán đã đưa ra phán quyết chống lại quý vị. Quý vị không thể trình bày bất kỳ khiếu kiện hoặc kháng tố mới nào tại phiên kháng nghị khiếu kiện nhỏ. Thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn sẽ quyết định ai thắng. Quyết định sẽ bằng văn bản và được gọi là phán quyết. Phán quyết cho bên thua kiện ít nhất 30 ngày để trả khoản tiền mà thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn đã quyết định là phải trả. Phán quyết cũng sẽ cho các bên biết khi nào thì quay lại tòa án để dự phiên điều trần đánh giá khoản thanh toán. Đây là phiên điều trần để đảm bảo rằng phán quyết đang được thanh toán.